Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 265 và 266. Bích lần thất tuyệt hoa thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đám cây cối xanh biếc kéo dài ra hai bên, không to lắm, cao chỉ khoảng nửa mét. Mỗi cây đều có 9 cái lá hình thù kỳ quái, nhìn giống bàn tay người, nhưng có 7 ngón. Vài cây to hơn thậm chí có 9 ngón. Trên đầu cây nở ra một bông hoa xanh biếc rất to, làn xương xanh kia toát ra từ nhụy hoa này bay lên rồi hòa vào chứng khí bảy màu kia. Độc trướng bảy màu ở chỗ này bị màu xanh chiếm chủ đạo. Nhìn xa hơn, bằng nhãn lực kinh người, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy độc trướng sao thảm thực vật xanh biết đang rơi xuống, độ nồng đậm chẳng thua gì ở trên trời. Khó trách khi nãy trên không nhìn không thấy, thì ra nơi mây độc đậm đặc nhất rơi xuống chỗ này nhất định là một sơn cốc. Thu Nhi nhìn thẳng những cây cối kia, dường như nhận thấy gì đó. Hoắc Vũ Hạo lục tục lấy ra một đống đồ kim loại bằng bạc, ném vào những cây cối kia đó là một khối bạch kim kim loại có tính chống ăn mòn rất mạnh bạch kim bay qua độc khí bảy màu lập tức trở nên sặc sỡ nhưng khi chạm đến làn xương xanh biến một biến hóa kinh người xảy ra khối kim loại bốc khói xanh thể tích nhỏ lại nhanh chóng khi chạm đất chỉ còn lại một nửa sau ba giây miếng kim loại hoàn toàn biến mất sặc ăn mòn dữ vậy hoác vũ hạo kinh hoàng cảm thấy hai chân như bị đổ chỉ không dám bước tới nhìn cục bạch kim mà còn bị tan đi như thế cái làn xương xanh này độc kinh hoàng hồn đạo hộ cháo cấp 6 hoàn toàn vô dụng bay qua nhưng mà xương xanh biếc bốc lên rất cao như một tấn chắn sơn cốc cái trò gì thế này sao lại độc tới như vậy vừa nghĩ hoắc vũ hạo lôi ra một món hồn đạo khí nhắm vào làn độc khí xanh biếc bắn một phát tia sáng bay qua vẽ nên một đường lửa đỏ rực hồn đạo liệt diệm xạ dạ tuyến một món hồn đạo khí cấp 3, chơi đốt nhà cực tốt thất sắc độc trướng gặp lửa nóng cháy nhất thời rung động tan đi nhưng tiên lửa bắn đến khói độc xanh rõ ràng kháng hỏa của nó cao hơn ngay khi tiên lửa chạm vào làn xương xanh cảnh tượng hoắc vũ hạo không thể ngờ đã xảy ra khói độc xanh biết bị hỏa diễm thiêu đốt lại càng trở nên mạnh hơn lại còn động đậy di chuyển tới chỗ này vồ tới hai người chạy mau hoắc vũ hạo nắm tay thu nhi bỏ chạy như vịt cái khói xanh này tuyệt đối không để dính phải nếu không thì cả hai sẽ thành phân xoay lưng bỏ trốn hoắc vũ hạo lất ra định trang hồn đạo pháo khi nãy khói độc như có linh tính ảo ảo hướng tới chỗ họ tốc độ nhanh hơn hai người nhiều hắn nào dám do dự hai pháo bắn ra mây độc trên không mở thành một lối đi hoắc vũ hạo kéo thu nhi bay lên vĩnh đông lĩnh vực bùng phát cực hạn hộ thể ôm thu nhi vào lòng hồn đạo khí phi hành toàn bộ khai hỏa bốn hồn đạo thôi tiến khí sau lưng phát động tăng tốc tối đa đẩy hắn bay lên không trước khi độc trướng màu xanh trào lên cùng với thu nhi xông ra khỏi khu này hoắc vũ hạo bay thẳng lên cao 800 trăm mét mới dám giảm tốc độ mồ hôi túa ra sợ hãi. Thu Nhi hoàn toàn không hành động gì ngoài dung hợp võ hồn với hắn, mặc hắn làm gì thì làm. Lúc này, thời gian hắn ôm nàng lâu hơn một chút, sắc mặt bình tĩnh của nàng có thêm cái gì đó. Thật là đáng sợ, khói độc màu xanh lại không sợ lửa, lại còn phản công. Hoắc Vũ Hạo buông Thu Nhi ra, mới phát hiện nàng còn chưa khởi động hồn đạo khí phi hành, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Này, dài hồn đạo khí phi hành đi, hồn lực của ta đã tiêu hao gần hết rồi hoắc vũ hạo vội nhắc a à, thu nhi hử một tiếng rồi khởi động hồn đạo khí phi hành của mình lơ lửng với hắn trên không trung hoắc vũ hạo nhìn xuống dưới một đám mây nấm xanh biếc bốc lên cao đến 500 trăm mét mới hạ sướng độc trướng bảy màu chạm vào nó lập tức bị đồng hóa thậm chí phạm vi trục dặm quanh đó cũng rung động theo giống như là bị chọc giận vậy sao ta cảm thấy mây độc kia dường như có sinh mệnh ta chắc chắn mục tiêu của ta trong sơn cốc bị đám mây độc kia chặn hoắc vũ hạo cao mày Đúng lúc này, Thu Nhi đột nhiên trầm giọng nói. Ta nhớ ra rồi, ta biết cái cây xanh xanh kia là cái gì. Hoác Vũ Hạo vui mừng nói. Là cái gì? Phải hiểu rõ thứ đó trước, mới dễ tìm cách. Thu Nhi nói. Hình như là bích lân thất tuyệt hoa. Hoác Vũ Hạo sửng sốt. Bích lân thất tuyệt hoa, đó là cái gì? Chương trình học ở Sử Lai khác cũng có dạy nhận biết thực vật. Dù sao, thực vật cũng có một số là hồn thú hệ thực vật. Thu Nhi nghiêm túc nhìn hắn, nói. Người nói khá đúng, khói độc kia có sinh mệnh, chính là bích lần thất tuyệt hoa. Hoắc Vũ Hạo giật mình. Người nói hoa độc xanh bích kia là hồn thú thực vật. Thu Nhi gật đầu. Ít nhất có một phần là đúng, bích lân thất tuyệt hoa là một trong những loài cây độc nhất, kịch độc của nó chẳng những ăn mòn cực mạnh, lại còn là kịch độc thần kinh. Một khi bị nó dây vào, thân thể bị bào mòn, thậm chí cực kỳ đau đớn, đồng thời bích lân thất tuyệt hoa cũng cực kỳ quý hiếm, là ước mơ của mọi hồn sư hệ thực vật nếu họ có thể tìm một cây bích lần thất tuyệt hoa đã tiến hóa thành hồn thú thực vật giết nó rồi dung hợp hồn hoàn hắn sẽ có được kịch độc của bích lần thất tuyệt hoa lúc nãy người thấy uy lực của nó rồi đấy hoắc vũ hạo trợn mắt nói người nói cả ngàn vạn gốc trải rộng cả km phủ hết hạp cốc đều là hồn thú bích lân thất tuyệt hoa nhiều như vậy sao còn nói là loài quý hiếm thu nhi cao mày chính cái này làm cho ta giật mình nên khi nãy không dám khẳng định theo ta nhớ Bích Lân thất tuyệt hoa dù thích quần cư, nhưng năng lực sinh sản rất kém, điều kiện sống đòi hỏi rất cao, sinh trưởng cần hấp thu lượng dinh dưỡng lớn để phát triển. Trong số Bích Lân thất tuyệt hoa chúng ta gặp phải ban nãy, không phải toàn bộ đều tiến hóa thành hồn thú, nhưng một phần cũng không nhỏ, bằng không sao có thể khống chế mây độc tấn công chúng ta. Vừa rồi ngươi thấy có những cây Bích Lân thất tuyệt hoa có lá hình chín ngón tay, chúng nó gọi là Bích Lân cửu tuyệt hoa, chúng chính là những hồn thú thực vật, hơn nữa, Bích Lân thất tuyệt hoa trong các loài thực vật cũng là cao cấp do vậy khi thành hồn thú thì tu vi đã là vạn năm nói cách khác lúc nãy chúng ta chạm trán ít nhất cũng cả trăm cả ngàn bích lân cửu tuyệt hoa vạn năm đừng nói là chúng ta cả một đám phong hào đấu la tới đây tránh còn không kịp đám bích lân cửu tuyệt hoa vạn năm mà đồng thời phóng ra bích lân độc vân gần như là vô địch thu nhi giảng giải hoắc vũ hạo hít hà nhận được thư của ngưu thiên hoắc vũ hạo nghĩ nếu đã giao cho hắn thì phải có khả năng hoàn thành dù khó thì cũng phải có cơ hội mới đúng nhưng mà thu nhi nói bích lân cửu tuyệt hoa khủng bố như thế hắn thấy rõ hoàn toàn chẳng có khả năng xông vào chỉ có làm phân bón cho chúng cả ngàn vạn hồn thú thực vật vạn năm lại là hồn thú cao cấp còn quần công phạm vi lớn như cả đội quân chẳng chút kẽ hở tình huống như vậy mình có cơ hội sao hoắc vũ hạo trầm mặc thậm chí ngay cả mắt cũng mở đi hắn chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào nhìn sắc mặt của hắn thu nhi tỏ ra không nỡ dường như do dự gì đó hoắc vũ hạo thở dài vị trí này ta đã nhớ kỹ, bây giờ chúng ta lui trước, tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Bình sữa đã dùng hết hai cái, dù đạn hỏa tính vẫn còn, nhưng không hề có tác dụng với bích lân độc vân, chỉ khiến cho nó lan đi rộng hơn. Liều mạng xông vào chỉ có nước chết, vì cứu đông nhi hắn không sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể chết vô ích. Hoác Vũ Hạo nắm tay Thu Nhi, xoay người bay ra xa, rời khỏi phạm vi độc trướng, hắn lại hạ xuống lạc nhật xâm lâm. Hạ xuống đất, Hoác Vũ Hạo nhận lấy hai bình sữa đã xài hết hồn lực của Thu Nhi chậm rãi bổ sung lại, hắn im lặng tự vấn. Trạng thái và tinh thần lúc này không tốt, hắn cũng chẳng có cách gì, gặp phải tuyệt cảnh, căn bản không có khả năng tiến tới, thông minh như hắn cũng bó tay. Thu Nhi đứng cạnh hắn, chân mày đang nhíu lại trở giãn ra, thở dài. Lúc nãy ta nói bích lần thất tuyệt hoa cực kỳ quý hiếm tuyệt đối là không sai, ngay cả tinh đấu đại sâm lâm, loại độc hoa này cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu có xuất hiện cũng ít khi nào nhiều hơn ba cây, điều kiện sống của nó quá ngặt nghèo, khiến nó khó tiến hóa được, biến thành hồn thú thì càng khó khăn muôn trùng. Quá nhiều bích lân thất tuyệt hoa cùng tồn tại chỉ có thể chứng minh một chuyện. Hoắc Vũ Hạo ngẩng lên nhìn nàng. Chứng minh chuyện gì? Thu Nhi trầm giọng nói. Chứng minh trong cốc phía sau cúng thật sự có dược quý bảo tàng, số lượng cực lớn, hoặc là phải có hoàn cảnh sống cực kỳ thuận lợi cho chúng sinh trường mới có thể cung cấp cho chúng đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi nãy người kéo ta bay ra, ta quan sát cẩn thận nhìn thấy bích lân thất tuyệt hoa dù răng đầy bên ngoài sơn cốc nhưng lại không sinh trưởng ở sát cạnh gần sơn cốc chính là trong sơn cố có gì đó khắc chế khiến chúng nó không tràn vào trong độc trướng chúng ta chạm trán có lẽ do bích lân thất tuyệt hoa này tạo ra diện tích lớn độc hoa đông đảo khiến cho hồn thú tử vong cây cối bị ăn mòn môi trường rừng rậm đặc thù làm trướng khí dễ hình thành năm giải tháng rộng tích tụ làm cho độc trướng cường đại như vậy hoặc vũ hạo trầm giọng nói nói cách khác phán đoán của ta là chính xác tiên thảo có thể cứu mạng đông nhi khẳng định là ở trong sơn cốc đầy dược bảo này nhưng hiện tại chúng ta căn bản không có cách đến gần bích lân thất tuyệt hoa lại còn mấy gốc tiến hóa bích lân cửu tuyệt hoa căn bản chúng ta không thủ được bích lân độc vân dày đặc như vậy hồn đạo hộ trào cấp 6 vừa đụng vào đã bị bào mòn sạch bách hai ta chỉ nháy mắt thành cục phân cho chúng nó thu nhi nhíu mày nói đừng có mở mồm ra là nói cái thứ buồn nôn đó chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe vạn vật thế gian tương sinh tương khắc bích lân thất tuyệt hoa mạnh cỡ nào cũng có thứ khắc chế nó ví dụ như cái thứ gì ở trong sơn cốc kia hơn nữa ta còn biết một nhược điểm của nó Hóc vũ hạo thất kinh không khỏi vội vàng nói ngươi tại sao ngươi không nói sớm thu nhi lạnh lùng nói là ngươi muốn cứu đông nhi không phải là ta nếu như không phải thấy ngươi mặt ủ mày trao ta cũng không muốn nói cho ngươi biết Hóc vũ hạo sửng sốt một chút nhất thời giật mình thu nhi vui lòng nói cho ta biết Ta. Thu Nhi thô bạo ngắt lời. Nói cho ngươi biết cũng được, quỳ xuống cầu xin ta. Bóc vũ hạo sửng sốt một chút, ngay sau đó giận dữ. Ngươi điên rồi sao? Thu Nhi lạnh lùng nhìn hắn. Ta không điên, ngươi mới điên, cho dù ngươi xông qua bích lân độc vân đu ọc, rồi thì sao, đằng sau kia còn nguy cơ gì ngươi có biết không? Dù gì cũng đã quyết đi chết, cần gì tôn nghiêm nữa chứ? Quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không, cút trở về học viện đi sắc mặt hoác vũ hạo dần bình tĩnh trở lại than nhẹ một tiếng thật sự phải như vậy sao thu nhi thu nhi hừ một tiếng không nói lời nào hoác vũ hạo xoay người nhìn về độc trướng ta giải thích với ngươi nhiều như vậy tại sao ngươi vẫn chưa hiểu thu nhi cũng không nhìn hắn xoay người rời đi hướng ra ngoài lạc nhật xâm lâm nàng hoàn toàn cho rằng hoác vũ hạo không có khả năng còn sống để tìm được gốc tiên thảo kia chờ một chút hoác vũ hạo kêu lên thu nhi xoay người lạnh lùng nhìn hắn. Đi thôi. Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng thật sâu. Vậy cũng được. Thu Nhi sắc mặt trùng xuống, tên này cuối cùng cũng ngoan ngoãn à, nhưng không biết tại sao, trong nội tâm nàng lại thất vọng, cuối cùng cũng là tánh mạng của mình quan trọng hơn. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hai mắt phấn lam của nàng trừng trừng, vì nàng nhìn thấy dáng người cao lớn của Hoắc Vũ Hạo hướng về nàng quỳ xuống. Sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo vẫn rất bình tĩnh, đúng vậy, hắn quỳ xuống, trừ mẫu thân ra, đây là lần đầu tiên hắn quỳ xuống trước mặt một người khác. Nam Nhi dưới gối có rát vàng, mà ở dưới gối của hắn có quyết tâm. Thu Nhi, ta van xin ngươi, cho ta biết nhược điểm của Bích Lân thất tuyệt hoa, cảm ơn ngươi. Thanh âm của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại làm kẻ khác tàn nát cõi lòng. Từng chữ kia đều giống như một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào trong lòng của Thu Nhi. Hắn, hắn thật sự quỳ xuống, thật sự quỳ xuống trước mặt ta, vì cứu cô ta, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của một người đàn ông hắn cũng vứt bỏ. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Tại sao? Thu Nhi cảm giác mặt mình hơi lạnh, bất giác giơ tay lên sờ, nước mắt. Ta khóc, ta lại khóc, là vì hắn sao? Không, tại sao ta lại vì hắn mà rơi lệ? Tại sao? Mùa nàng run rẩy, run rẩy đầy nước mắt, nàng đột nhiên bước tới chỗ hắn, lao tới chụp cổ áo dựng hắn lên, ném vào một gốc cây to. Ầm, đại thụ rung lên, lá cây xào sạc lả tả, nhìn qua như họ chìm trong một cơn mưa lá sắc mặt của hoác vũ hạo vẫn rất bình tĩnh gương mặt thu nhi lại ướt đẫm nước mắt người đang giao ai với ta sao nàng hét như điên hoác vũ hạo chẳng trả lời chỉ mỉm cười nhìn nàng cười rất bình thản rất lạnh nhạt tại sao vì cái gì mà ngươi trả giá cho cô ta như thế đáng lắm sao hắn vẫn mỉm cười vẫn không lên tiếng khi hắn quỳ trước mặt nàng hắn đã cho thấy quyết tâm dù ngàn khó vạn ngăn hắn cũng muốn đi ngươi đi đi ngươi đi đi ngươi đi đi người đi chết đi bích lân thất tuyệt hoa sợ lạnh trạng thái lĩnh vực mạnh nhất của người sẽ khiến bích lân cử tuyệt hoa đó sợ hãi tên khốn kiếp ngươi ngươi đi đi bổn cô nương sẽ không đi chết với ngươi ngươi đi tìm chết vì nàng thì đi một mình đi đừng có trở về nữa nói xong nàng hung hăng bay tới đá hắn văng đi chục thước nữa và gãy một cái cây to từ đầu đến cuối hoắc vũ hạo chẳng nói gì chỉ im lặng mỉm cười nhìn nàng đến khi bị đá văng gãy một gốc cây hắn bỏ dậy cũng mỉm cười đa tạ hắn cuối cùng cũng mở miệng cảm tạ đơn giản hắn đi về phía độc trướng lần này thu nhi không đi cùng bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé đi được mấy bước hoắc vũ hạo dừng lại xoay người nhìn cô gái đứng yên như cắm rễ mà đang run rẩy đằng kia thu nhi ngươi là một cô gái tốt bất kể chuyến này sống hay chết chúng ta vẫn là bằng hữu hắn nhắn lại mấy lời nhoẻn miệng cười rồi xoay người đi lần này không dừng lại nữa hắn thong thả bước nhanh đi vô cùng kiên quyết cũng rất kiên định khốn nạn thu nhi quát to tay phải đấm vào gốc đại thụ lúc nãy hoác vũ hạo va phải gốc đại thụ một người ôm không hết gãy đôi phần trên bay đi cả đoạn dài va và vào một gốc cây khác vỡ vụn gỗ bay đầy trời một quyền cường hãn hàm răng khẽ cắn môi dưới thu nhi chán nản ngồi phịch xuống đất nước mắt tuôn như mưa tại sao tại sao lại ngu ngốc như vậy sao lại có thằng ngu như thế tại sao hắn vì một đứa con gái cam lòng từ bỏ mạng sống biết rõ là đi chết cũng đi hắn thật sự điên rồi sao trước mắt không ngừng hiện ra nụ cười điều cáng của hoác vũ hạo nụ cười thật ác nghiệt cuối cùng hình ảnh dừng lại lúc hắn quỳ xuống thu nhi biết cả đời này không thể nào quên khoảnh khắc hắn vì một cô gái khác mà quỳ trước mặt mình không cách nào quên được hoác vũ hạo người thật sự là một tên khốn nạn thu nhi hét to với theo kim quang bắn ra tán loạn chiếu rọi cả chục mét vuông xung quanh hoặc vũ hạo đi chưa xa đương nhiên nghe được nàng chửi rủa nụ cười lại nở thản nhiên vẫn không quay đầu thu nhi xin lỗi có lẽ đây là kết cục tốt nhất đáng ra ngay từ đầu chuyến mạo hiểm này chỉ nên có một mình ta thì ra bích lân thất tuyệt hoa không sợ hỏa diễm lại sợ lạnh giá khó trách ngưu thiên bá bá thích hắn có năng lực vượt qua thì ra là thế Hoắc Vũ Hạo cũng không biết rằng Ngưu Thiên quyết định giao túi gấm cho Đông Nhi, vì liên quan tới hồn linh tuyết đế của hắn, cực hạn băng, ít ra hắn cũng có thứ để xài, khắc chế độc chứng cực tốt, dĩ nhiên thực lực cũng phải đủ. Ngưu Thiên lại không hề biết hắn còn có thiên mộng băng tầm, giải phá phong ấn tinh thần, làm Hoắc Vũ Hạo tới lạc nhật sâm lâm sớm hơn dự định. Hoắc Vũ Hạo không đi quá xa, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, minh tưởng khôi phục hồn lực bản thân, bổ sung đầy đủ hồn lực cho hai bình sữa rỗng kia mắt nhắm chặt trong đầu suy nghĩ kế hoạch hắn không được thất bại nữa ít ra cũng loại bỏ được nguy hiểm có thể xảy ra hôm nay xông vào cũng không phải uống phí ít nhất giúp cho hắn nắm rõ ràng vài thứ bích lân thất tuyệt hoa là nguyên nhân tạo ra độc chứng này thông tin này cực kỳ quý giá dường như thu nhi đã bỏ về không đi theo hồi nãy quỳ xuống hắn cảm thấy cũng đặc biệt không chỉ muốn thu nhi thấy quyết tâm của mình mà bản thân cũng khẳng định lại hơn nữa hắn bây giờ càng tỉnh táo hơn hắn đã nghĩ xong lần này không nhất định phải tìm được tiên thảo cái tư tưởng không thành công cũng thành nhân là của mấy tên vô trách nhiệm hắn cần phải bất chấp thủ đoạn lấy được tiên thảo mới phải xin trợ giúp cũng chẳng có gì đáng xấu hổ nếu không được hắn sẽ hết lòng cầu xin học viện giúp đỡ năng lực học viện sử lai khác toàn lực đối phó chướng khí này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp hơn nữa bích lân cửu tuyệt hoa lại cực kỳ có lợi cho hồn sư hệ thực vật trong học viện theo như ngưu thiên ám thương của đông nhi sẽ phát tác khi nàng 20 tuổi nàng bây giờ mới 17, tuyệt đối ngưu thiên không đùa dẫn tính mạng của nàng nói cách khác vẫn còn hơn hai năm trái lại nếu như không có thiên mộng ca giúp mình mở phong ấn tinh thần này trong một năm tới nhất định không thể phát hiện ra bí mật trong phong ấn nếu không hiện tại cũng không gấp gáp như vậy sau khi đối mặt bích lân thất tuyệt hoa hoắc vũ hạo mới hiểu ra ban đầu lo lắng thống khổ hối hả thấy chết không sợ nhưng nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện còn tươi sáng lắm bây giờ hắn chỉ muốn nhân dịp này cố gắng khám phá huyền bí trong sơn cốc thu thập đầy đủ thông tin là được nếu không đủ khả năng hái được tiên thảo năng lực bản thân cũng không phải quá khó thoát thân sống sót trở về tìm cơ hội khác phải tăng được khả năng hái tiên thảo lên cao nhất đó mới là điều hắn muốn sao hắn lại đối xử với thu nhi như vậy vì hắn không muốn nợ ân tình của thu nhi thái độ và cảm xúc của thu nhi hoặc vũ hạo mơ hồ nhận ra hắn đã có đông nhi tình ý của thu nhi hắn không thể tiếp nhận nhất là chỗ nguy hiểm tính mạng thế này hắn biết rõ nếu có thu nhi trợ giúp làm gì cũng dễ hơn nhưng hắn không dám nhận tình ý này hắn nhận không nổi, thà rằng làm cho nàng bỏ đi, cũng không muốn nàng lại tiếp tục mạo hiểm với mình. Nếu lúc nãy hắn nghĩ, đối xử với Thu Nhi chỉ như bằng hữu cùng sông và độc trướng, Hoác Vũ Hạo phóng ra lĩnh vực nên ôm lấy nàng, nàng lại dựa vào hắn, Hoác Vũ Hạo cảm thấy không ổn. Ta xin lỗi, Thu Nhi. Mới quá trưa, Hoác Vũ Hạo cũng không định đợi tới ngày mai, bổ sung bình sữa xong xuôi, hắn lại nghỉ ngơi nửa giờ để khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này là nhiệt độ cao nhất, độc chứng yếu đi. Hoắc Vũ Hạo kiểm tra lại trang bị, rồi dùng hồn đạo khí phi hành bay lên trời, lao đi theo trí nhớ. Tinh thần tham chắc định vị chính xác, giúp hắn nhanh chóng tìm được nơi thất sắc độc trướng rơi xuống, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Hắn không từ chỗ đó xâm nhập mây độc, mà lơ lửng trên không trừng một km. Chắc là ổn, không chấn động đến bích lân độc vân. Hoắc Vũ Hạo lầm bầm, sau đó hắn lấy ra định trang hồn đạo pháo. Cùng một cách, hắn ném ra một viên pháo, bắn một viên, pháo nổ vang, hỏa đạn tạo thành một lỗ to trong đám mây có kinh nghiệm lúc trước hoắc vũ hạo không vội bắn thêm pháo tính toán được độ dày độc trướng hắn không cần lãng phí đạn đây chính là thứ bảo mệnh pháo về đó mây độc mở ra hoắc vũ hạo không do dự đâm đầu lao xuống cùng lúc đó một luồng kim quang bất ngờ cũng lao theo hắn kim quang bừng cháy hỏa diễm kim sắc chướng khí mỏng manh đến gần lập tức tan biến ngươi sao vẫn còn theo tới đây hoắc vũ hạo bất đắc dĩ thốt lên chẳng nghi ngờ gì đó chính là thu nhi hóc vũ hạo tiết kiệm hồn lực trước đó căn bản không dùng tinh thần tham chắc cho nên không biết thu nhi đi theo hơn nữa còn lựa chọn thời khắc chính xác như thế vừa chui vào độc trướng là hắn không thể đẩy nàng ra được nữa trên khuôn mặt đẹp của vương thu nhi phảng phất bao phủ một tầng sương lạnh chẳng lẽ ta một người có đầu không đôi sao vừa nói nàng rất khí phách nắm tay trái của hóc vũ hạo để cho hai người vũ hồn dung hợp xuất ra hơi khó tí hóc vũ hạo thở dài một tiếng mặc dù trong lòng hắn không muốn được nàng trợ giúp quá nhiều để tránh phần tinh ý này lên men nhưng khi vương thu nhi thật sự theo tới đây ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn là thở phào nhẹ nhòm có hoàng kim long chiến hồn đế trợ giúp cho dù là sự an toàn của hắn hay là việc tìm kiếm đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đem bảo hộ hồn đạo khí bao phủ vương thu nhi trong đó vương thu nhi tự nhiên cũng không hề phóng ra kim sắc quang diễm hộ thể nữa hai người ở chung một chỗ đồng thời rơi xuống trên mặt đất như cũ là thất sắc thế giới, nhưng có được kinh nghiệm của lần trước. Lần này, hai người coi như là đã quen việc nên dễ làm hơn. Mới vừa rơi xuống đất, Hoắc Vũ Hạo đã lôi kéo Vương Thu Nhi chạy hướng dọc, theo khe sâu nơi bích lần thất tuyệt hoa sinh trường. Tại sao ngươi không trực tiếp từ trung tâm đột phá vào? Chẳng lẽ anh ngươi đã quên vị trí? Vương Thu Nhi có chút khó hiểu nên hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi nói rồi mà, không biết nơi đó có nguy hiểm gì hay không? Ta dĩ nhiên không thể trực tiếp từ trung tâm đột phá vào vạn nhất gặp phải tình huống gì đến lúc đó cũng không kịp xử lý nữa hơn nữa trước tiên ta cũng muốn thử một chút rốt cục bích lần thất tuyệt hoa đối với rét lạnh sợ hãi đến mức độ nào vương thu nhi lạnh lùng lướt hắn một cái ánh mắt cao quý lạnh lùng kia khiến cho hoác vũ hạo có cảm giác mình bị khinh bỉ ta còn tưởng rằng ai đó cũng không sợ chết trực tiếp vào đi dân mạng là được rồi thì ra cũng vẫn còn sợ chết làm lúc trước ta còn đề cao ngươi hoác vũ hạo tức giận nói có thể còn sống thì ai nguyện ý chết được rồi hai ta đừng đấu võ mồm nữa ở chỗ này phải tiêu hao hồn lực rồi ngươi cầm lấy bình sữa trước tiên ta thử một chút vừa nói xong hoắc vũ hạo đem một cái bình sữa giao cho vương thu nhi chuẩn bị bất cứ tình huống nào phát sinh hai người đã ngừng lại cách bích lân thất tuyệt hoa không tới 30 mươi thước bích lân thất tuyệt hoa sinh ra bích lân độc vân ngưng tụ mà không tán nhưng lại cũng không trôi lay động quá xa chẳng qua là đem sơn cốc kia bao phủ ở trong lần trước nhìn thấy hai người cũng bị nỗi khiếp sợ làm ảnh hưởng tới tâm thái lúc này lần nữa nhìn thấy hoắc vũ hạo đã cảm thấy có chút không giống với lúc trước quá trình tề thu nhi người có cảm thấy hay không những bích lần thất tuyệt hoa này bố trí quá trình tề tại sao ta cảm thấy có điểm giống như là có người chồng nên chúng vậy hoắc vũ hạo trầm giọng nói vương thu nhi sửng sốt một chút cũng chẳng quan tâm cùng hắn đấu võ mồm nữa nghe người nói vậy tựa hồ thật sự là có điểm giống hoắc vũ hạo phải tay vừa lật một cái túi nước cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn buông tay của vương thu nhi ra Vương Thu Nhi cũng rất tự nhiên, chuyển tới sau lưng của hắn. Hữu trưởng đặt tại trung tâm lưng của hắn, vẫn tiếp tục duy trì vũ hồn xung hợp. Hoắc Vũ Hạo mở túi nước ra, đem nước bên trong chút ra, sau khi nước tràn ra, lập tức bị cực hạn băng ngưng kết trên không trung, rất nhanh, một cái băng cầu ra hiện ra ở trước người. Vương Thu Nhi nhìn thấy hết thảy những việc Hoắc Vũ Hạo làm, trong lòng có chút kỳ dị cảm giác, tên này thật đúng là tín nhiệm ta, ta đang đặt tay ở chỗ yếu hại trên lưng người đấy, chỉ cần hồn lực phóng ra, là có thể đánh gãy tâm mạch của hắn hắn cũng không sợ hư tại sao phải giết hắn chứ giết hắn chỉ làm bẩn tay của bồn cô nương vương thu nhi kiêu ngạo tự nói với mình băng cầu ước chừng có đường kính khoảng một thước ở trong lòng bàn tay trái của hóc vũ hạo dần dần biến thành băng lam sắc trong hồn đạo hộ cháo nhiệt độ cũng theo đó nhanh chóng rớt xuống cổ tay run lên cự đại băng cầu cũng đã xoay tròn bay đi ra ngoài đừng quên hóc vũ hạo là đệ tử của đường môn lực khống chế đối với ngón tay cổ tay tương đối mạnh lần này dùng một loại trong thủ pháp ám khí của đường môn băng cầu mang theo băng lam sắc quang mang thẳng tắp bay tới trước thất sắc độc trướng quả thật cường hãn băng cầu vừa mới xuất hiện bọn chúng lập tức liền có khuynh hướng bám vào bất quá ở trong băng cầu này ẩn chứa y năng cực hạn băng của hóc vũ hạo như thế nào dễ dàng như vậy bám vào được dưới cực độ lạnh lẽo có thể thể thấy nơi băng cầu đi qua mảng lớn thất sắc độc trướng vỡ thành phấn vụn bay tứ tán hiển nhiên là độc trướng bị ảnh hưởng sau khi đóng băng dưỡng khí xuyên qua khu vực thất sắc độc trướng băng cầu rốt cục đi vào trong bích lân độc vân màu xanh bích kia đúng như Hoắc vũ hạo cùng vương thu nhi lúc trước suy đoán này bích lân độc vân ở đây quả nhiên là dưới sự khống chế của một số gốc đã tiến hóa thành thực vật hệ hồn thú bích lân cửu tuyệt hoa băng cầu mới vừa vào phạm vi của bích lân độc vân nhất thời khơi dậy phản ứng của bích lân độc vân màu xanh biếc nhưng mà chỉ cần là khói độc cũng sẽ có một đặc điểm trong đó nhất định là ẩn chứa một chút dưỡng khí đơn thuần xương khói cũng sẽ giải tán cực nhanh quyết không có thể nào trôi thời gian dài ở trên không trung chỉ cần có gió cũng sẽ bị xua tan khi những bích lân độc vân này đến gần đến băng cầu ở trong sự lạnh lẽo của cực hạn băng có thể thấy nồng nặc khói độc vừa run rẩy vừa sinh ra đại lượng bích lục phấn vụn hướng bốn phía phiêu tán trong nháy mắt tựa hồ bao trùm phạm vi càng lớn nhưng rất nhanh trở nên có chút mỏng manh hoặc vũ hạo muốn thử nghiệm hiển nhiên không có đơn giản như vậy hắn giơ tay trái lên dùng sức nắm chặt oanh băng cầu trong nháy mắt nổ tung hoắc vũ hạo rót vào trong đó băng bạo thuật hiện ra hoàn toàn y năng cường hãn nổ tung lực lập tức làm cho băng cầu hóa thành vô số băng phấn tứ tán vẩy ra hơn nữa sinh ra bạo toái sóng xung kích cuốn về phía xung quanh bích lân cửu tuyệt hoa hoắc vũ hạo tinh thần tham chắc đã sớm bao trùm cẩn thận quan sát biến hóa của bích lân thất tuyệt hoa trong lúc nổ tung bích lân thất tuyệt hoa xung quanh đó nhất thời giống như sóng biển nhộn nhạo lên trình độ bền bỉ của chúng còn trên cả hoắc vũ hạo suy đoán lấy băng cầu cộng thêm băng bạo thuật nổ tung lực ngay cả cánh hoa cũng không thể nổ bay ra ngoài, chỉ là làm bọn chúng đung đưa rất nhỏ mà thôi, bản thể không hư hao chút nào. Đang ở lúc Hoắc Vũ Hạo vô cùng thất vọng, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy từng đóa từng đóa màu xanh biếc đại hoa kia nhanh chóng khép lại, giống như là một đứa bé sợ lạnh nhanh chóng đắp chăn cho mình vậy. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi chu vi mười mấy mét vuông, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa tất cả đều khép hoa lại, Bích Lân độc vân bên trong khu vực này nhất thời giảm bớt đi rất nhiều. Quả nhiên là sợ lạnh hoắc vũ hạo vui mừng quá đỗi tâm niệm hơi động màu cam sắc quang mang lóng lánh tiểu tuyết nữ đã từ mi tâm của hắn chui ra bay ở bên cạnh hắn hoắc vũ hạo vội vàng thông qua tâm thần nói cho tiểu tuyết nữ không nên rời khỏi bảo hộ hồn đạo khí của mình để tránh khói độc bên ngoài tiếp xúc với nàng ia à, trong đôi mắt to màu xanh đậm của tiểu tuyết nữ toát ra một tia khinh miệt cùng khinh thường chỉ chỉ độc trướng bên ngoài sau đó dùng ngón trỏ bé bé trắng nản hướng hoắc vũ hạo lắc lắc hoắc vũ hạo kinh ngạc nói người không sợ độc yà yeah, tiểu tuyết nữ khẳng định cho hắn trả lời chắc chắn sau đó liền chui ra khỏi bảo hộ hồn đạo khí đang lúc khoác vũ hạo còn có chút bận tâm cảm giác quang mang trên người nàng trượt sáng lên dòng nước lạnh như băng bắt đầu tàn sát bừa bãi độc trướng trong không khí nhất thời bắt đầu xuất hiện biến hóa từng mảng lớn thất sắc độc trướng giống như là gặp được thứ gì đó đáng sợ nhất nhanh chóng giải tán đại lượng thất sắc phấn vụn rơi xuống đất chung quanh không khí nhất thời trong lành hàn lên cái này hoắc vũ hạo cùng vương thu nhi cũng ngây người loại kịch độc chứng khí mà bọn họ kiêng kỵ như vậy ở trước mặt của tiểu tuyết nữ phảng phất không có chuyện gì đang xảy ra đồ ngốc cực hạn băng chính là khắc tinh của các loại độc vậy mà đệ cũng không biết sao cùi bắp quá thanh âm lười biếng của thiên mộng băng tẩm vang lên ở trong đầu cửa hoắc vũ hạo đệ đâu có biết hoắc vũ hạo khoái miệng co giật một chút trong lòng nói thiên mộng ca tại sao ca không nói cho đệ sớm hơn mới vừa tỉnh ngủ thiên mộng băng tẩm đáp tiểu tuyết nữ trên không trung xoay người bay trở về trên người nàng thả ra cam sắc quang mang ngược lại đem hoắc vũ hạo cùng vương thu nhi bao trùm ở bên trong nhất thời chung quanh độc trướng cũng bị đuổi tàn ra không có uy hiếp gì nữa hoắc vũ hạo hướng vương thu nhi bên cạnh cười khổ nói hình như cực hạn băng có thể khắc chế kịch độc vương thu nhi nhíu nhíu mày nói hình như nếu đã như vậy cực hạn hỏa tựa hồ cũng có thể khắc chế kịch độc sao hoắc vũ hạo nói lúc khác hãy nghiên cứu những điều này chúng ta đi xem qua một chút, xem có thể vào sâu trong sơn cốc hay không. Được tiểu tuyết nữ bảo vệ, bọn họ đi về phía bích lân thất tuyệt hoa, trên người của tiểu tuyết nữ tản mát ra cực hạn lạnh lèo so sánh với mới, vừa rồi cái băng cầu kia không biết cường thịnh hơn bao nhiêu. Thất thải độc trướng không cách nào chống lại, bích lân độc vân cũng giống như vậy, khi cực hạn lạnh lèo đến gần, những bích lân thất tuyệt hoa đó cả đám đều là đóng hoa phong bế, bích lân độc vân xung quanh không ngừng giải tán, căn bản sẽ không đối với bọn họ sinh ra hủ thực cực hạn bằng khắc bách độc, thế mà ta lại không biết. Thảo nào Ngưu Thiên thúc thúc yên tâm như vậy, cho mình đến đây. Có phát hiện này, không thể nghi ngờ làm lòng tin của Hóc Vũ Hạo tăng lên rất nhiều, trầm giọng quát lên. Chúng ta đi. Nắm tay Vương Thu Nhi kéo đi, hai người đồng thời phóng người lên. Bích lân thất tuyệt hoa cực độc, đương nhiên là không thể tiếp xúc. Nhưng bọn hắn có phi hành hồn đạo khí, tiêu tuyết nữ trực tiếp rơi vào trên người của Hóc Vũ Hạo, nàng tản mát ra cam sắc quang mang trở thành vòng bảo hộ tốt nhất cho hai người. Hoặc Vũ Hạo vì sợ với lực lượng của tiểu tuyết nữ thì tốc độ đóng băng khói độc cũng chậm, nên kéo Vương Thu Nhi bay cũng không nhanh. Những bụi bích lần thất tuyệt hoa này cũng không phải là rộng như vậy. Bất quá sau mấy lần hô hấp thời gian, bọn họ sẽ qua tới bên kia, đi dọc theo sơn cốc. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé dọc theo sơn cốc cao chót vót nhìn qua tựa như đau gọt ở trong bích lân độc vân nơi này vẫn là nồng đậm thất sắc độc trướng bọn chúng ảnh hưởng rất lớn tới tầm mắt của hoắc vũ hạo vương thu nhi cùng hoắc vũ hạo liếc mắt nhìn nhau có phát hiện cực hạn băng là khắc tinh đối với kịch độc cảm giác nguy cơ trong nội tâm của nàng giảm xuống rất nhiều bay xuống đi vương thu nhi so sánh với thủ thế hoắc vũ hạo gật đầu nói cẩn thận một chút ta biết rồi vương thu nhi liếc hắn một cái kim quang trượt lóe hoàng kim long thương cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay hoác vũ hạo mang theo nàng phóng người lên vẫn là tiểu tuyết nữ mở đường khống chế phi hành hồn đạo khí chậm rãi đi xuống sơn cốc rất nhanh bọn họ đã tiến vào trong phạm vi của thất sắc độc vân cực hạn băng mở đường hiệu quả thật là tốt căn bản không có một chút độc vân nào có thể vào đến trong vòng bảo hộ thật sự là quá tốt hoác vũ hạo vui mừng quá đỗi vốn chỉ muốn tới dò xét trung tâm của sơn cốc nhưng theo tình huống như thế này tỷ lệ tìm được gốc tiên thảo kia không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn thất sắc độc trướng rất dày tựa như lúc trước ở trên không trung giống nhau đưa tay ra không thấy được năm ngón tay ngay cả hoác vũ hạo tinh thần tham chắc cũng không tìm kiếm được cái gì nhưng hắn vẫn kiên trì mở ra tinh thần tham chắc đồng thời bảo hộ hồn đạo khí cũng phóng thích ra làm hết sức để tránh nguy hiểm sự thật chứng minh hoác vũ hạo cẩn thận là đúng trong lúc bất chợt một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động hiện ra trong phạm vi tinh thần tham chắc của hắn đang cuốn tới hướng bên này của họ với tốc độ kinh người cẩn thận hoắc vũ hạo khẽ quát một tiếng dưới tình huống ở giữa không trung tưởng tượng vô căn cứ này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất hoắc vũ hạo cũng không dám tiết kiệm hồn lực tay phải ngang nhiên hô ra lợi chảo màu vàng lợt trong nháy mắt phá vỡ sương mù dày đặc ở trên không trung như tê chấp xẹt nhanh qua chính là ám kim khủng chảo tiểu tuyết nữ cùng hoắc vũ hạo tâm linh tương thông phối hợp tự nhiên cũng là hết sức an ý nàng hướng về phía công kích kia thổi một hơi nhất thời lạnh lẽo đánh ra làm đám mây độc ở hướng đó trong phạm vi lớn giải tán tầm mắt cũng theo đó rõ ràng hơn đó là một cây đằng mạn thô to toàn thân hiện lên màu xanh đậm phía trên có từng đạo thất sắc đường vân lớn bằng đắp đùi của người trưởng thành tựa như một loại cự mãng phóng tới bất quá ám kim khủng trào chính là bản lĩnh của ám kim khủng trào hùng hoặc vũ hạo lúc này lại là toàn lực xuất thủ chỉ thấy ám kim sắc quang mang hiện lên đằng mạn thô to kia nhất thời bị cắt thành hàng trăm khối vụn rớt xuống nơi này hiển nhiên có thiên tài địa bảo đặc biệt cường đại đối với thực vật hệ sinh trưởng hẳn là nơi mà thực vật hệ hồn thú tụ cư hơn nữa còn rất mạnh cẩn thận hoặc vũ hạo lớn tiếng nhắc nhở cũng vừa lúc đó lại có vài gốc đằng mạn thô to phòng tới hướng của bọn họ trên những gốc đằng mạn này thất sắc đường vân không thể nghi ngờ là bị độc trứng lây dính nếu bọn chúng có thể ở nơi này bình an vô sự hiển nhiên tự thân cũng có kịch độc người khống chế để ta tới vương thu nhi hét lớn một tiếng hoàng kim long thường trong tay đưa về phía trước cả người như một mũi thương làm cho phạm vi công kích của hoàng kim long thương dọc theo người đạt đến trình độ lớn nhất hoàng kim long chính là hoàng kim long vĩnh viễn khí phách mười phần có lẽ là bởi vì hai ngày nay đối mặt độc trướng không thể xoay sở khiến cho vị cô nương này khó chịu cũng có thể là muốn bộc phát ra tức giận đối với Hoắc vũ hạo nàng vừa ra tay đã lộ ra vẻ đặc biệt cường hãn Hoàng Kim Long thương trực tiếp bị nàng làm thành roi để dùng, một cây đằng mạn màu lam đang phóng tới đây, Hoàng Kim Long thương trong tay Vương Thu Nhi nhất thời nhanh như tia chớp rút lại, chỉ nghe ba một tiếng nổ tung vang lên, cái đằng mạn kia đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, đằng mạn rất dai, cho dù là bị đâm trúng cũng có thể phóng tới đây mới đúng. Nhưng mà nếu bị Hoàng Kim Long thương đâm trúng thì hoàn toàn khác, chỉ thấy trên đằng mạn kia lóe ra điện quang màu vàng, rất xa lay động bay ra ngoài, hơn nữa ở trong quá trình bay và lay động vỡ vụn thành từng khúc mà trên hoàng kim long thương quang hoa lưu truyền hoắc vũ hạo rõ ràng có thể cảm giác được sinh mệnh lực của vương thu nhi chợt tràn đầy vài phần không hổ là thần khí vậy mà cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh lực của đối thủ trong lòng của hoắc vũ hạo thầm hoàng sợ lại càng cảm thấy may mắn không rất khi ngày đó mình có thể chiến thắng được vương thu nhi ba 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 hoàng kim long thương liên tục huy vũ mỗi một kích cũng chính xác quất vào trên những gốc đẳng mạn màu xanh lam đang phóng tới đem bọn chúng hóa thành khối vụn Mặc dù số lượng đằng mạn đang không ngừng gia tăng, nhưng Vương Thu Nhi biểu hiện không có chút áp lực nào, kim quang lóe lên, đem mình và Hoắc Vũ Hạo che kín vô cùng tốt. Hoắc Vũ Hạo khống chế thân hình của hai người bay xuống, bởi vì không biết phía dưới tình huống như thế nào, hắn cũng không dám bay xuống quá nhanh. Đồng thời, tinh thần tham chắc cũng theo phương hướng những gốc đằng mạn kia phóng tới mở ra, hướng gốc rễ của bọn chúng dò xét qua. Rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện lai lịch của những gốc đằng mạn này, bọn chúng sinh trưởng ở trên vách núi đá, Chiều dài của đằng mạn thậm chí có thể đạt tới 10 trượng, cảm nhận được sự tồn tại của Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, bọn chúng liền hướng tới đây công kích, hơn nữa, càng xuống phía dưới, số lượng của loại đằng mạn sinh trưởng ở trên vách núi đá này càng nhiều. Chúng ta đi vào bên trong, chiều dài đằng mạn dù sao cũng có hạn, ta không phi hành xuống dọc theo vách núi nữa. Hoắc Vũ Hạo mang theo Vương Thu Nhi phi hành mấy chục thước, hướng ra chỗ sâu của sơn cốc, quả nhiên, đằng mạn màu xanh đậm công kích bọn họ đã biến mất, hiển nhiên là đã vượt ra khỏi phạm vi công kích của bọn chúng. Đầu óc linh hoạt, luôn luôn có thể tránh thoát một chút phiền toái xem tại. Không có đằng mạn mà lam dây dưa, tốc độ bay xuống của bọn họ cũng trở nên nhanh hơn một chút, bước chừng bay xuống chừng 300 thước, trong lúc bất chợt, độc trướng xung quanh chợt biến mất, tầm mắt nhất thời trở nên rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo cũng vội vàng khống chế thân hình của mình và Vương Thu Nhi lơ lửng ở giữa không trung, thời điểm giác quan đột nhiên biến hóa nếu như gặp tập kích là dễ dàng xảy ra vấn đề nhất nhưng mà khi hắn đang lơ lửng cả người hoàn toàn ngây dại không chỉ là hắn vương thu nhi cũng giống như vậy từ ngày bắt đầu tiến vào lạc nhật xâm lâm bọn họ vẫn bị vây trong trạng thái cẩn thận cảnh giác bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm khi bọn hắn phát hiện trướng khí cũng biết chuyến đi này tuyệt đối không thoải mái thất sắc độc trướng bích lân thất tuyệt hoa bích lân độc vân vách núi đằng mạn kịch độc cái nào cũng có thể nói là trí mạng trong địa phương được nhiều kịch độc trí mạng bảo vệ như vậy là cỡ nào hiểm ác nhưng mà nhưng mà lúc này những gì hiện ra trước mặt của hoác vũ hạo và vương thu nhi hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn xuyên qua đám thất sắc độc vân kia thứ mà bọn họ hô hấp được là thứ mà trước đó chưa từng có lại tràn đầy sinh mệnh khí tức là không khí trong lành nhìn lại không thể nào là cái gì hiểm ác địa phương quả thực chính là nhân gian tiên cảnh trên bầu trời hoàn toàn bị thất sắc độc vân bao phủ thế nhưng ở bên trong sơn cốc lại giống như được cầu vồng chiếu rọi nguyễn lệ động lòng người xa xa trên vách núi đá bò đầy thứ lúc trước tập kích qua bọn họ đong mạn màu xanh đậm khắp vách núi giống như là lóe ra nhàn nhạt, nhạt thất sắc quang mang ngọc bích bên trong sơn cốc trước mặt diện tích cũng không quá lớn nhưng sinh trưởng đủ loại thực vật dõi mắt nhìn lại màu sắc dĩ nhiên là nhiều hơn các loại hoa ganh đua sắc đẹp các loại thảm thực vật cùng trái cây trên rất nhiều loại thực vật thậm chí cũng tản ra bảo quang mạnh yếu không giống nhau chẳng qua khi dùng ánh mắt đi xem xét cũng có thể nhìn ra bọn chúng không giống vật thường làm người ta rung động nhất chính là bảo vệ xung quanh ở trong những thực vật này có một mảnh hồ hồ này phân biệt rõ ràng chia làm hai bộ phận vừa là băng màu trắng bốc lên nhàn nhạt, nhạt bạch khí bên kia lại là hoa hồng sắc phía trên ánh sáng khẽ vạn vẹo hồng cùng bạch giống như là hai khối ngọc thạch khổng lồ vây quanh ở nơi đây khí tức sinh mệnh nồng nặc trong không khí phải chăng là tại bọn chúng bốc hơi lên sau đó phát tán tràn đầy cả không gian trong sơn cốc này từ ngày hoác vũ hạo trở thành hồn sư mỗi lần hắn tu luyện huyền thiên công cũng cần phải hấp thu thiên địa nguyên khí nhưng mà hắn lại chưa bao giờ cảm thụ qua có một chỗ mà thiên địa nguyên lực có thể giống như nhân gian tiên cảnh này mạnh như vậy cho dù là hạo thiên tông cũng không thể trừ phi là ở hàn băng ngọc tùy sàng hoặc vũ hạo mới có cái loại cảm giác thiên địa nguyên lực phô thiên cái địa như vậy có thể hàn băng ngọc tùy sàng vốn có chỉ là đơn thuần lạnh như băng nhưng mà trong cái thế giới thần kỳ trước mắt này lại có đầy rẫy thuộc tính lại còn có sinh mệnh lực khổng lồ như vậy rung động ánh mắt của hai người cũng ngốc trệ hết thảy trước mắt thật sự là quá đẹp quá đẹp cái này đúng là trí bảo địa phương thanh âm của vương thu nhi có chút run rẩy trên người nàng tản ra nhàn nhạt, nhạt kim sắc quang vụ tựa hồ là muốn đáp lại khí tức sinh mệnh nồng nặc trong sơn cốc ta có thể khẳng định ở khắp đấu la đại lục cũng tìm không được một cái địa phương thích hợp cho thực vật sinh trưởng như thế nữa khí tức sinh mệnh ở nơi này ít nhất hơn vùng trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm gấp 5 lần tại sao ở trên đại lục vẫn còn có một chỗ như vậy hơn nữa còn được bảo vệ. Vương Thu Nhi và Hoác Vũ Hạo cũng suy nghĩ giống nhau, bọn họ cũng không cho là những bích lân thất tuyệt hoa bên ngoài đó là tự sinh trưởng mà thành. Thật sự bọn chúng quá mức chỉnh tề. Hoác Vũ Hạo thở dài nói, bảo vệ nhân gian tiên cảnh này đúng là cần phải có lực lượng cường đại mới được. Nơi này thật sự là quá đẹp. Hồ nước kia tại sao lại có hai loại màu sắc, đến tột cùng là cái gì? Người biết không, Thu Nhi? Vương Thu Nhi lắc đầu, nói, ta cũng không phải là bách khoa toàn thư, làm sao có thể cái gì cũng biết đi thôi chúng ta đi xuống nào nơi này không có độc trướng Hóc vũ hạo nói nhưng mà ta lại cảm thấy nơi này nguy hiểm hơn nhiều chẳng lẽ ngươi không cảm giác được bởi vì nơi này khí tức sinh mệnh quá mức nồng nặc dẫn đến thực vật sinh trưởng ở chỗ này phần lớn cũng sẽ tiến hóa thành thực vật hệ hồn thú sao vương thu nhi sửng sốt một chút cẩn thận nhìn lại xuống phía dưới quả nhiên bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn có không ít thực vật đều chập trờn rất nhẹ có một chút thậm chí hướng mặt về hướng của bọn hắn, còn có một chút quang mang tản ra trên người rõ ràng trở nên mãnh liệt hơn. Vậy làm sao bây giờ?" Vương Thu Nhi nói, "Nếu đã tới, chẳng lẽ lại xoay người bỏ đi sao?" Thực vật hệ hồn thú so sánh với động vật hệ hồn thú, nhược điểm lớn nhất chính là chúng không đủ linh hoạt, tuyệt đại đa số thực vật cũng không thể di động, bọn chúng cắm rễ ở nơi đâu, phạm vi khống chế sẽ lấy nơi đó làm trung tâm, cũng như những đằng mạn sinh trưởng ở trên vách núi đá kia cũng không thể vượt qua khoảng cách khống chế tiếp tục công kích bọn họ nhưng mà thực vật hệ hồn thú trong phạm vi của chính mình khống chế rất cường hãn thậm chí còn vượt qua động vật hồn thú vì vậy ở địa phương mà có đại lượng thực vật hệ hồn thú tụ cư coi như động vật hồn thú thực lực cực mạnh cũng không muốn đến gần hóc vũ hạo lấy bản đồ ra ánh mắt hướng về bên dưới bản đồ ngưu thiên vẽ tấm bản đồ này là chia làm hai bộ phận phần phía trước chủ yếu là vị trí cụ thể để hắn đi từ lạc nhật xâm lâm đến cái sơn cốc này còn phía sau là một tờ bản đồ đơn giản hơn, trên bản đồ vẽ ra vị trí của quyển sách được đề cập trong phong thư. Ngư Thiên trong thư nhắc rõ ràng, nhất định phải lấy được quyển sách kia trước, sau đó mới đi tìm tương tư đoạn trường thảo. Đối với một điểm này Hoắc Vũ Hạo nhớ rất rõ ràng, có kinh nghiệm lúc trước, ở trong lòng hắn càng tin mỗi một lời nói. Mỗi một câu nói của Ngư Thiên không phải là không có mục đích, nếu như đã vào được trong sơn cốc này, đối với bọn họ mà nói, tối trọng yếu chính là phải tìm được cuốn sách ghi lại đặc tính của thực vật nơi đây. Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn bản đồ trong tay, vừa cẩn thận so sánh cụ thể địa hình phía dưới. Bản đồ này có chút đơn giản, chỉ là dùng những đường nét vẽ ra bản phác thảo đơn giản nhất, bất quá, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền kiếm được mục tiêu, dựa theo những đường nét phác thảo thì nó ở bên bờ của sông Sắc Hồ, hắn vừa đối chiếu vị trí trên bản đồ, vừa khống chế phi hành hồn đạo khí chậm chạp phi hành, để cho vị trí của mình vào vương thu nhi đồng nhất với vị trí trên bản đồ. Bản đồ mặc dù đơn giản, nhưng biểu thị hết sức rõ ràng rất nhanh hoắc vũ hạo đã tìm được mục tiêu dựa theo bản đồ chỉ dẫn ra mục tiêu chính là ở hướng bên bờ lam cùng hồng hai loại hồ nước giao cắt ở vị trí cụ thể trên bản đồ vẽ một đóa hoa đánh dấu sách là ở chỗ này mặc dù thân ở trên không trung nhưng linh mâu của hoắc vũ hạo lại trực tiếp khóa một bụi thực vật bên dưới đó là một đóa đại hoa màu trắng nhạt không có lá cành nhảy vọt gần một trượng đóa hoa thật lớn đường kính hơn ba thước mỗi một cánh hoa nhìn qua giống như thủy tinh trong suốt trong sáng đóa hoa mậu trắng nhạt theo hơi nước nhẹ nhàng lắc lư sinh trưởng ở cạnh bờ nơi hai màu nước suối hồng bạch tương giao sở dĩ hoắc vũ hạo trực tiếp chú ý tới nó một là bởi vì nó quá mức mỹ lệ quá mức tiên diễm bản thân lại sinh trưởng ở bên bờ nơi hai loại hồ nước bạch cùng hồng tương giao lý do còn lại là bởi vì trong phạm vi chu vi mười trượng ở chung quanh nó không có những thực vật khác ở nơi thực vật sang đầy trong sơn cốc này thì càng dễ thấy được thông qua quan sát Hoắc Vũ Hảo cũng phát hiện có một chút thực vật cũng giống như nó vậy, trong phạm vi chung quanh nhất định không có thực vật sinh trưởng. Những thực vật này đều có cùng chung một đặc tính, hoặc là cực kỳ quái dị, hoặc là cực kỳ huyễn lệ, hơn nữa cũng tản ra bảo quang đậm nhạt không đồng nhất. Đây hẳn là địa phương của đóa đại hoa, Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi nói, có tinh thần tham chắc của hắn chỉ dẫn, Vương Thu Nhi tự nhiên cũng lập tức nhắm mục tiêu. Đóa hoa này hoa gì ngươi biết không? Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi hỏi. Vương Thu Nhi lắc đầu, nhìn chưa ra ít nhất ta ở trong tinh đấu đại xâm lâm chưa từng thấy qua đồng dạng thực vật này tồn tại nhưng ta có cảm giác ở trong sơn cốc này càng nhích tới gần cái song sắc hồ nước kia thực vật bản thân ẩn chứa năng lượng lại càng lớn giống như nó vậy ở bên cạnh hồ hơn nữa còn chiếm cứ một mảng lớn khu vực như vậy sợ rằng bản thân đã tiến hóa thành hồn thú thực vật hệ hồn thú ở trong phạm vi mình có thể khống chế nếu so với động vật hệ hồn thú càng thêm đáng sợ người xác định cái cuốn sách kia ở nơi đâu người có phát hiện sao Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, khi hắn tìm thấy gốc đại hoa này, cũng đã mở ra tinh thần tham chắc toàn lực đi dò xét từng chút một, nhưng gốc đại hoa màu hồng phấn đó tựa hồ tản ra một tầng nhàn nhạt quang vụ, ngay cả tinh thần lực của hắn cũng không thể dò xét được, mà trên chỗ đất trống trải xung quanh hiển nhiên không có bộ sách gì tồn tại, nếu quả thật đem sách đặt ở nơi đó, chỉ sợ cũng đã sớm bị hoàn cảnh nơi đây hủ thực rồi. Xem ra, chỉ có thể đi dò xét ở khoảng cách gần mà thôi, Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Vương Thu Nhi nói, "Ta đi." người hiểm hộ ta nàng vừa muốn động đã bị hoắc vũ hạo kéo lại ngươi không phải nói hầu hết thực vật cũng sợ lạnh hoặc là sợ nóng sao ta đi vẫn hơn ngươi hiểm hộ cho ta ngươi yên tâm ta sẽ rất cẩn thận vương thu nhi chừng mắt liếc hắn một cái nhưng không tranh cãi nữa bàn về lực chiến đấu nàng tự hỏi không thu hoắc vũ hạo nhưng về phương diện đa dạng năng lực nàng đúng là không bằng hoắc vũ hạo uống chi hoắc vũ hạo còn có sở trường về hồn đạo khí ở phương diện bảo mệnh nhất định mạnh hơn nàng một chút hoác vũ hạo từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống hướng gốc đại hoa màu hồng phấn kia cảnh giác tăng lên tới cực hạn ám kim khủng trào ở tay phải xuất ra hồn đạo thôi tiến khí ở ngực sung năng đến trình độ lớn nhất một khi phát hiện tình huống không ổn lập tức sẽ thoát ra ngay băng tinh hóa thành áo giáp đem thân thể của hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong ở khắp nơi đều là bảo quang lóe lên toàn thân của hắn quang mang cũng chớp thước không chỉ như thế hoác vũ hạo còn hơi mở ra vĩnh đống chi vực khống chế hết thảy bên ngoài một thước xung quanh thân thể duy trì cực hạn băng phát ra kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người